Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương là một trong những nghệ sĩ gạo cội của làng nghệ thuật Việt. Bà đã đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà một gia sản phim ảnh khổng lồ. Mới đây, nữ nghệ sĩ đảm nhận vai diễn bà Hiền trong Thương Ngày Nắng Về. Nhận về nhiều bình luận ghét từ khán giả. Bài viết dưới đây là một số thông tin về nghệ sĩ nhân dân Lan Hương là ai. Tiểu sử, sự nghiệp và cuộc sống của nữ nghệ sĩ mà tiểu sử ngôi sao chia sẻ đến bạn. Lan Hương, tên khai sinh, Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1961, là nữ diễn viên người Việt Nam. Bà được biết đến qua vai diễn bà Phương trong phim Sống Chung Với Mẹ Chồng. Đầu năm 2022, bà Hương tiếp tục bị ghét khi đóng vai phản diện trong phim truyền hình Ăn Khách Thương Ngày Nắng Về. Nghệ sĩ Lan Hương sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó ở Hà Nội. Từ nhỏ, bà đã rất mê sân khấu kịch, vì vậy mà bà đã tham gia vào Nhà hát kịch Việt Nam. Vì không có nhiều đồ đẹp nên mỗi lần đến học, bà Hương đều bị bạn bè bảo là quê mùa. Biệt danh Hương Bông ra đời khi bà theo học tại đây. Là quãng thời gian tuổi thơ ấu hồn nhiên hạnh phúc, đáng nhớ nhất của bà. Sau khi hoàn thành khóa học, bà Hương chuyển về hoạt động tại Nhà hát kịch Hà Nội. Tại đây, bà tham gia vào nhiều vở diễn và đóng phim. Thuở mới vào nghề, bộ phim đầu tiên của bà Hương có tên Mối Tình Đầu, 1978. Dù không đảm nhận vai chính nhưng nhờ thành công vang dội của bộ phim đã giúp bà có thêm nhiều cơ hội hơn trong diễn xuất. Tiếp sau đó, bà tham gia vào các bộ phim như Ảo Ảnh Trắng, Họa Mi Về Tổ, Ước Nguyện Trước Hoàng Hôn. Năm 2000, bà Hương đảm nhận vai chính Thủy trong bộ phim Mùa Ổi được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Sau khi ra mắt lần đầu tiên tại Liên hoan phim quốc tế Locarom 53TH, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đã thành công nhận về giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Singapore lần thứ 14. Từ đó trở đi, nghệ sĩ Lan Hương trở thành ngôi sao lớn được nhiều khán giả biết đến. Bà liên tục tham gia diễn xuất trong hàng loạt phim điện ảnh truyền hình. Hầu như không có năm nào là bà không đóng phim. Luôn cống hiến hết mình vì nghệ thuật, bà Hương đã nhận được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân do nhà nước phong tặng vào năm 2011. Sau những vai diễn hiền thục quen thuộc, bà Hương đã có bước chuyển mình đầy đột phá khi đảm nhận vai mẹ chồng khó tính, cay nghiệt trong phim Sống Chung Với Mẹ Chồng. Mới đây, bà tiếp tục diễn vai bà mẹ ghê gớm ở Thương Ngày Nắng Về. Diễn đạt chân thật khiến nghệ sĩ Lan Hương nhận về nhiều lời chỉ trích từ khán giả. Trong một bài đăng mới nhất của ekip phim, người hâm mộ đã tràn vào chỉ trích hết lời bà Hiền. Ngay dưới phần bình luận, nghệ sĩ Lan Hương cũng đã lên tiếng đùa rằng, ức chế thế chứ. Biết thế chả nhận vai con mẹ này. Bình luận của bà được nhiều khán giả thích thú và phản hồi. Bà Hương cũng gây sốc khi tỏ ra hối lỗi, mình biết lỗi rồi. Từ nay không đóng loại này nữa nhé. Mới đây, nghệ sĩ Lan Hương đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống và hôn nhân sau hơn 40 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chồng của bà không ai khác là nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ. Cả hai có duyên quen biết nhau khi cùng tham gia vào các dự án phim. Sau khi kết hôn, ông Đỗ Kỷ đã lui về làm công tác quản lý tại Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Dù cả hai đều thường xuyên bận rộn nhưng cuộc sống vợ chồng vẫn luôn mặn nồng và hoa mỹ. Khi được hỏi bí kíp nào khiến gia đình bà có thể được như vậy, bà Hương tiết lộ, bí kíp để gia đình tôi êm ấm chính là nằm ở chữ nhẫn. Tuyên bố không ai là món quà dành cho ai cả. Những từ như chia tay hay ly hôn đều là từ cấm trong gia đình. Bà luôn coi gia đình là nơi êm ấm, món quà đến từ Thượng Đế ban tặng cho bà. Sức mạnh tình yêu của gia đình giúp bà vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trên đây là một số thông tin mới nhất về nghệ sĩ nhân dân Lan Hương là ai. Tiểu sử, sự nghiệp và cuộc sống của nữ nghệ sĩ mà tiểu sử ngôi sao chia sẻ đến bạn.